bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và đừng quên click vào hình cái chuông để theo dõi những video mới nhất. Nghe phán đây. Riêng cái mẫu bàn tay này và căn cứ vào ngày tháng năm sinh của hai vợ chồng thì hai nói là hai cái tuổi này không có hợp nhau, vợ chồng dễ sinh xung khắc, lời qua tiếng lại rất dễ phân ly. Hai tuổi này khắc khẩu nhau vô cùng luôn nhá. Người cung chấn, người cung càn. Chấn càn là dây cung ngũ quỷ. Ngũ quỷ là quỷ hành, xấu lắm. Vợ mệnh kim, chồng mệnh mộc. Kim khắc mộc. Kim tức là kim loại, là thanh kiếm, là sắt thép. Mộc là cây. Kim loại với cây va vào nhau thì chỉ có bể thôi nhá, bể một thứ thôi. Chị tuổi Tý, chồng chị tuổi Dậu. Tý ngọ mão Dậu phạm tứ hành xung. Và nhìn mắt, ánh mắt của chị rất là buồn. Đấy, da mặt thì hơi xám, lỗ mũi thì rộng quá. Đây là mẫu bàn tay và tướng mạo của người khắc chồng. Giờ chị thấy khắc chưa? Dạ. Có đúng như lời em nói không? Đúng. Quá chuẩn luôn. Và hai tuổi này nhá, nói cho một câu này. Khi hai tuổi này kết hợp với nhau, dù vô tình hay hữu ý, tức là sự chung sống không sớm thì muộn, cũng xảy ra là gia đạo bất hòa này, kinh doanh thất bại này, khốn khổ gian lao, và cuối cùng sẽ là sinh ly tử biệt. Hai tuổi này xấu lắm, vừa xấu về tình cảm, lại vừa xấu về đường tài chính kinh tế. Làm không thấy dư, làm tiền nhưng mà toàn thấy tiền ra thôi chứ không thấy tiền vô. Đúng chưa? Đúng, có đúng. Từ nãy giờ đọc có đúng hoàn cảnh của nhà chị chưa? Ồ. Rồi, muốn hỏi gì trong buổi coi ngày hôm nay, vào vấn đề chính đi. Công việc làm ăn của hai vợ chồng như nào rồi? Bây giờ con cái nữa. Công việc làm ăn thì chậm rồi. Năm nay vướng, cụ thể là vướng sau kế đô. Chị là sau kế đô. Đấy, năm nay lại là năm tuổi của chị nữa. Kế đô là một ngôi sao xấu, xấu nhất dành cho phụ nữ luôn. Nó khiến công việc làm ăn của mình nó bị gò bó, eo hẹp. Tiền tài thì làm thì đủ tiêu, đủ xài thôi. Có khi còn thiếu, còn phải đi vay nữa. Nếu mà số chị đi làm ăn xa thì nó còn đỡ, chứ làm ăn gần nhà là chả ăn thua. Ông chồng hôm nay 40 tuổi vận niên vướng cái sao Thái Bạch. Sao này cũng xấu, xấu nhất. Đấy, công việc năm nay ông chồng cũng không ổn định. Năm nay sức khỏe ông này còn đi xuống, hoặc là dễ gặp tai nạn trong năm nay nữa. Nói chung là năm nay là một cái năm điêu đứng của cả vợ lẫn chồng luôn. Còn về con cái, số này sẽ sinh đẻ được nhiều con lắm nhá. Giờ mới mấy cháu rồi? Hai. Vậy vẫn còn ít nhất phải một đứa nữa. Định số của chị, vợ chồng chị phải đẻ ba đứa. Và mấy đứa con đấy, chưa biết ngày tháng làm sao, nhưng mà nuôi nó cũng vất vả lắm. Đọc ngày tháng năm sinh của từng cháu đi. Một cháu thì sinh ngày 30 tháng 4 năm 2011, còn một cháu thì ngày 6 tháng 5 2009. Tất cả là âm lịch hay dương lịch đây? 2008, âm lịch, à dương lịch ạ. Đứa đầu tiên là 30 tháng 4 năm 20 bao nhiêu? Đứa đầu tiên là 6 tháng 5 2008. Còn đứa thứ hai là 30 tháng 4 năm 2011. Tất cả âm lịch hay dương lịch? Dương lịch ạ. Hai cháu là trai hay gái? Nhà bé trai. Cháu đầu tiên mùng 6 tháng 5 2008. Sẽ là ngày mùng 2 tháng 4. Tí tháng 4. Đứa này lớn lên nghịch ngợm lắm, ham chơi lắm nhá. Đứa này lớn lên nghịch ngợm, ham chơi, nghịch quậy phá nhá. Lì lắm, bây giờ thấy nó lì chưa? Lì. Lì, khó bảo, quậy vô cùng luôn. Đứa này sau này không nhờ cậy học hành gì đâu. Sau này cho nó đi nghĩa vụ quân sự hoặc là cho nó học nghề thôi. Chứ đứa này học hành thì không nhờ cậy gì cả nhé. Tình duyên của nó cũng trắc trở luôn, lận đận luôn nhé. Đứa thứ hai là 30 tháng 4 2011 đúng không? Sẽ là ngày 28 tháng 3. Tân Mão, Mão tháng 3, con trai luôn đúng không?
Đứa này thì công danh thì tốt hơn, nhưng mà cẩn thận về vấn đề sức khỏe của cháu nhá, đứa này sẽ hay ốm vặt đấy. Ờ, đứa này cung mệnh của nó thì cung mệnh liên quan đến bệnh tật hay ốm vặt đấy, lưu ý. Đứa thứ nhất thì số nó sau này khó nhờ lắm, lì lắm. Đứa thứ hai thì may ra thì được nhờ nó hơn nhé. Rồi nãy giờ sao cứ im vậy? Đối thoại đi chứ. Thì nghe thầy nói nghe thầy. Nãy giờ nói trúng được bao nhiêu phần trăm rồi? Thì thầy nói đúng mà. Đúng hết đúng không? Đấy, hai tuổi này nó vất vả như vậy đấy. Có điều kiện thì có thể làm lễ hóa giải tứ hành xung nhé. Hóa giải cái tứ hành xung này thì vợ chồng ở với nhau bền hơn, hòa thuận hơn, vợ chồng không cãi nhau, không lục đục nữa. Như về hỡ một xíu là ông nói vào bà nói ra đấy. Có một cái chuyện nhỏ nó cũng sinh ra cãi nhau lớn, và ông chồng của chị nó nóng tính lắm nhá, nóng tính vô cùng luôn, gia trưởng nóng tính đúng không? Độc đoán nữa, hiểu chưa? Tay này khổ một đời chứ. Lại có 1 đến 2 cái vong trẻ con đi theo đây này. Dạ, thế ạ. Ờ, vong này là do phá thai, bỏ thai đấy, xác nhận đi. Dạ. Làm lễ cầu siêu chưa? Dạ, làm rồi. Ờ, năm nào cũng phải làm nhá, làm đều vô nhá. Dạ. Ờ, làm đều để cho hương hồn cháu sớm được siêu thoát đi đầu thai kiếp mới nhá, chứ nó vẫn còn vương vẩn đấy nhá, nó vẫn còn vẫn vương, nó vẫn hiện ở trong lòng bàn tay này này nhá. Thắc mắc điều gì nữa nào? Dạ không thắc mắc gì, thầy nhờ thấy trong lòng bàn tay thì có gì thì về chị thôi. Rồi số chị còn phải sinh một đứa nữa nhá. Đấy, trong mẫu và lòng bàn tay này còn sinh một đứa nữa. Ngày rằm mùng 1 cố gắng cũng ngày rằm mùng 1 chị đang ở đâu đấy? Em đang ở Hà Nội. Ờ đấy, ngoài đấy thì họ hay có phong tục là ngày rằm mùng 1 này hay cúng cô hồn trước cửa nhé. Nhớ cúng cô hồn trước cửa âm binh. Đấy, những cái người chết đường chết chợ khuất mày khuất mặt đấy nhé, cúng cho họ ăn, họ phù hộ độ trì cho mà gia chung làm ăn được nhé. Đấy, mày cái mâm nhỏ đấy, khi cúng gia tiên xong rồi cúng cho những người khuất mày khuất mặt đấy nhé. Lên Google search làm sao là cúng cô hồn như thế nào, người ta chỉ cho nhé. Những cái nơi đất này, nơi đất của chị ở nơi đất dữ, đâu phải là đất lành đâu. Đất của chị đất ở là nơi đất dữ, không phải đất lành đâu nhé. Mình mà không biết lo cúng kiếng đi thì mệt đấy. Đâu chỉ gia đình chị đâu, mấy nhà xung quanh cũng nhiều nhà nó lục đục như gia đình chị đấy. Chính xác không? Bốc bài ở đây có cây 8 bích, 7 bích. Nói chung là đất này đấy, âm khí nặng lắm nhá. Ờ, một ở đây là lúc trước là chỗ chôn người, hay là bãi tha ma cũ, hay là quanh đây có cái đình cái miếu gì đây này, âm khí ở đây rất là nặng nhé. Vì thế gia đạo xung quanh ở đây lục đục lắm. Thấy đúng không? Vâng ạ. Em không thấy thế. Ờ, không chỉ riêng nhà chị đâu, hàng xóm xung quanh đấy, nhà nào cũng bị ông chơi bời thì cũng phá tán, nghiện hút rồi lô đề rồi, nói chung là xứng nọ thật kia hết. Có điều kiện nên thay đổi đi nhé, nên chuyển đổi đi. Đừng có ở nơi cái đất này nữa nhé. Khi ngủ cũng hay thấy bóng đè. Đất này nơi đất dữ nhé, mình phải biết lo cúng kiếng đi nhé. Hết vấn đề. Rồi chắc thắc mắc điều gì nữa không? Dạ, xong rồi. Rồi thắc mắc gì thì mình nhắn tin nhá, mình sẽ trả lời qua tin nhắn cho.